truy bắt nghi phạm sát hại một người trong quán bar rồi bỏ trốn. Vụ nữ sinh lớp 10 mất liên lạc, cầu cứu bố đẻ, tạm giữ hình sự một nam thanh niên. Diễn biến mới, người bị gã đàn ông cuồng ghen hỏa thiêu đã tử vong. Chuyển hồ sơ vụ ô tô lao xuống vực ở Tam Đảo tới công an tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ tiệm vàng âm thầm nhắn tin cho công an, dân đang bị lừa tiền. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong số phát sóng ngày hôm nay. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương truy bắt đối tượng dùng hung khí sát hại một người trong quán bar rồi bỏ trốn. Theo đó, Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương truy bắt đối tượng BVL 39 tuổi ở xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái, là nghi phạm gây ra vụ án mạng xảy ra tại quán bar King Donut Club ở đường Hùng Vương, phường Trần Phú. Cụ thể, tối ngày 25 tháng 2, một vụ ẩu đả đã xảy ra trong quán bar King Donut Club ở đường Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong lúc vui chơi nên nghi can BVL đã dùng hung khí tấn công, khiến một nam thanh niên khác trú ở phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái tử vong. Sau khi gây án, BVL đã bỏ trốn. Được biết, đối tượng BVL đã từng có tiền án và mới mãn hạn được khoảng một năm. Công an thành phố Móng Cái đang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Thưa quý vị, thêm một tình tiết mới trong vụ nữ sinh lớp 10 ở Gia Lai mất tích rồi nhắn tin cầu cứu bố đẻ. Thưa quý vị, Công an huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai đã ra quyết định tạm giữ hình sự một nam thanh niên để điều tra về hành vi liên quan đến vụ việc. Theo đó, nam thanh niên bị tạm giữ hình sự là Trần Ngọc Hát, sinh năm 2004, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Người này được xác định có quan hệ tình cảm với nữ sinh VTML, học lớp 10, trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, huyện Iagrai, từ tháng 1 năm 2024. Công an cũng khẳng định, vụ việc nữ sinh đi học rồi mất liên lạc không phải do bị bắt cóc. Theo bố đẻ của nữ sinh L, trong hai ngày 24 và 25 tháng 2, gia đình ông hết sức lo lắng sau khi mất liên lạc với L. Đặc biệt, tối ngày 25 tháng 2, ông nhận được tin nhắn của con gái với nội dung "Cứu con với" khiến gia đình hoảng sợ. Ngày 26 tháng 2, gia đình đã tìm thấy nữ sinh này trong phòng trọ của một bạn nữ của L tại thị trấn Ia Kha, huyện Iagrai. Thời điểm này, L không có dấu hiệu bị thương tích nhưng tinh thần rất hoảng loạn. Cùng ngày, L đã trình báo cơ quan công an về hành vi của Trần Ngọc Hát đối với mình. Cơ quan công an đã xác minh làm rõ và tạm giữ Trần Ngọc Hát để điều tra làm rõ vụ việc. Bỏng đến 98% sau khi bị gã đàn ông cuồng ghen tưới xăng, châm lửa hỏa thiêu ở quán nhậu. Nạn nhân trong vụ việc đã tử vong. Thông tin vừa được Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội xác nhận. Lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho biết, ông Hát 55 tuổi, nạn nhân trong vụ việc đã tử vong. Dù được các bác sĩ cấp cứu, điều trị, ông Hát vẫn không qua khỏi. Về phía nghi phạm Nguyễn Văn Hoan, 65 tuổi, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố về tội giết người. Ông Hoan đang bị Công an quận Hoàng Mai tạm giữ. Theo cơ quan chức năng, khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 2, ông Hoan phát hiện vợ là bà N và ông Hát 55 tuổi đi từ hướng nhà nghỉ tại phố Linh Đường ra. Hoan gọi thì ông Hát bỏ chạy. Do bức xúc nên ông Hoan đi xe máy về nhà, lấy chai nhựa loại 1,5 lít đi mua xăng để trả thù ông Hát. Sau khi mua 20.000 đồng xăng và cho vào chai nhựa, nghi phạm đi tìm ông Hát thì phát hiện tình địch đang ngồi uống bia với bạn tại quán bia trên đường Giải Phóng. Lúc này, Hoan cầm chai xăng, đi vào vị trí ông Hát đang ngồi, tưới thẳng xăng lên người đối phương và châm lửa. Ông Hát sau đó được người dân dập lửa và đưa đi cấp cứu, còn Hoan bỏ đi. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàng Mai đã vận động đối tượng ra đầu thú. Tại cơ quan công an, ông Hoan đã khai nhận hành vi phạm tội. Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa có báo cáo về vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích và trốn chạy xảy ra tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh này xác định nguyên nhân do một số học viên ở cơ sở cai nghiện nghi ngờ các học viên khác báo với cán bộ quản lý việc các đối tượng này sử dụng ma túy bên trong phòng. Theo đó, do nghi ngờ các học viên khác báo với cán bộ quản lý việc các đối tượng này sử dụng ma túy bên trong phòng, nên sáng ngày 23 tháng 2 và sáng ngày 24 tháng 2, các đối tượng này đã hành hung gây thương tích cho 4 học viên. Trong đó, một học viên bị gãy hai xương sườn, 3 người còn lại bị sưng bầm nhiều nơi.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã mời 45 học viên tại đây lên làm việc. Trong quá trình làm việc, chiều ngày 24 tháng 2, một số học viên đã kích động nhiều người khác chống đối lực lượng công an. Lợi dụng tình trạng hỗn loạn, 191 học viên đã trốn chạy. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có 3 cán bộ cảnh sát cơ động bị thương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc vào tối ngày 24 tháng 2, ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư tỉnh ủy và ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có mặt tại cơ sở để trực tiếp kiểm tra, nắm bắt tình hình. Sau đó, Thường trực tỉnh ủy Sóc Trăng đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan đơn vị có liên quan để xem xét, đánh giá tình hình, xác định nguyên nhân và bàn phương án, giải pháp, chỉ đạo sớm khắc phục hậu quả. Theo thông tin từ cơ sở cai nghiện ma túy Sóc Trăng, tính đến khoảng 14 giờ ngày 26 tháng 2, đã có 110 học viên được đưa về cơ sở, số còn lại đang tiếp tục được lực lượng chức năng giáo diết truy tìm, vận động người thân, gia đình và các học viên sớm trở lại cơ sở. Liên quan đến vụ ô tô khách chở 29 người thuộc đoàn cán bộ hưu trí Bệnh viện Quân y 110 Bắc Ninh mất lái đâm xuống dưới ta luy âm ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Ngày 26 tháng 2, Công an huyện Tam Đảo đã chuyển hồ sơ đến Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục điều tra. Theo cơ quan công an, chiều ngày 25 tháng 2, lái xe Lê Ngọc Hưng sinh năm 1962, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, điều khiển ô tô khách chở 29 người, chạy theo hướng từ thị trấn Tam Đảo xuống núi. Đến km số 19+300 thì bị mất lái, đâm gãy hàng rào hộ lan, lao xuống dưới ta luy âm khoảng 5 mét. Ô tô được chặn lại bởi một cây thông lớn nên không bị lật nghiêng. Vụ tai nạn không có người tử vong, riêng bà Lê Thị Đê sinh năm 1959 bị thương ở tay và một số người bị choáng đã được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện. Các thành viên còn lại trong đoàn được đưa về trụ sở công an huyện Tam Đảo để chăm sóc, theo dõi sức khỏe. Bước đầu kiểm tra xác định, lái xe Lê Ngọc Hưng không có nồng độ cồn, không có ma túy. Ô tô gặp nạn có phù hiệu hợp đồng, còn hạn kiểm định đến tháng 7 năm 2024. Được biết, các thành viên trong đoàn cán bộ hưu trí đều lớn tuổi, hầu hết đều sinh sống ở khu vực Hà Nội. Nhân ngày 27 tháng 2, Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, đã tổ chức du xuân trên huyện Tam Đảo thì bất ngờ gặp nạn. Công an huyện Tam Đảo đã bố trí ô tô đưa những người này về nhà an toàn. Những thông tin đáng chú ý về tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Vào khoảng 15 giờ 13 phút chiều ngày 26 tháng 2, một chiếc xe tải mang biển kiểm soát 77C107XX đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 19 mới, đoạn qua huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, hướng từ cảng Quy Nhơn lên thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Định đã huy động 15 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Đám cháy sau đó đã được dập tắt kịp thời. Vụ cháy không có thiệt hại về người, nhưng phần sau chiếc xe tải bị cháy rụi, nổ lốp. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Ngày 26 tháng 2, Công an quận Cầu Giấy đã xử phạt lái xe NVQ sinh năm 1984 ở Hà Nội với lỗi đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều, quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện điều khiển. Với hai lỗi vi phạm trên, nam tài xế đã bị phạt tiền 5,9 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng. Trước đó vào ngày 7 tháng 2, một đoạn clip ghi lại cảnh một xe ô tô trong quá trình di chuyển trên đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy, Hà Nội thì đấu đầu với xe ô tô con mang biển kiểm soát 30F674XX, lúc này đang đi ngược chiều, xi nhan xin rẽ. Thấy chiếc xe ô tô con vi phạm giao thông gây nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh, chiếc ô tô đi đúng chiều đường đã chặn đầu, kiên quyết không cho đối phương qua. Thấy vậy, tài xế đi ngược chiều đã hùng hổ xuống xe, đòi hành hung lái xe đối diện. Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện, Công an quận Cầu Giấy đã vào cuộc xác minh, qua đó xác định lái xe là NVQ. Làm việc với cơ quan công an, Quy đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an quận Hai Bà Trưng để xác minh làm rõ hai nam thanh niên đi xe máy lên đường Vành Đai 2 trên cao có hành vi tạt đầu ô tô và hành hung người khác. Trước đó, chị T.A. phản ánh, khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 2, chị lái ô tô ở Vành Đai 2 trên cao hướng cầu Vĩnh Tuy đi ngã tư Sở. Đến đoạn qua khu đô thị Tham City thì bị hai thanh niên đi xe máy mang biển kiểm soát 29H1747XX không đội mũ bảo hiểm liên tục tạt đầu. Không những vậy, hai thanh niên này còn liên tục điều khiển xe máy tạt đầu các ô tô đi cùng chiều. Xe nào bấm còi thì họ dùng chân đạp vào xe, đấm vào kính hoặc điều khiển xe lên trước đầu ô tô rồi phanh gấp.
Cũng theo chị TA, hai thanh niên này còn tự đẩy đổ xe máy nhằm tạo hiện trường va chạm và yêu cầu chị xuống nói chuyện. Chị TA vì quá lo sợ nên không xuống xe thì bị hai thanh niên chửi bới và đe dọa. Đỉnh điểm của sự việc khi một ô tô 4 chỗ khác đi cùng chiều vượt lên, hai thanh niên tiếp tục chửi bới, chặn xe và hành hung hai người đi trên ô tô. Theo quy định, đường vành đai 2 trên cao đoạn từ cầu Vĩnh Tuy, ngã tư Sở là tuyến đường dành riêng cho ô tô, cấm xe máy, xe đạp, người đi bộ lưu thông. Lãnh đạo đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 cho biết, do hành vi của hai nam thanh niên đi xe máy không chỉ vi phạm pháp luật về giao thông mà còn có dấu hiệu hành hung nên đơn vị đã phối hợp cùng công an quận Hai Bà Trưng để cùng làm rõ. Công an xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vừa ngăn chặn được giao dịch lừa đảo người dân hơn 76 triệu đồng nhờ tin nhắn bí mật của một chủ tiệm vàng trên địa bàn cho lực lượng chức năng với nội dung dân đang bị lừa tiền. Trước đó vào gần trưa ngày 25 tháng 2, bà HTM, 66 tuổi, trú ở thôn Đông Sơn, xã Kỳ Phong đi đến cửa hàng vàng bạc Hồng Thiều ở tỉnh Hà Tĩnh để nhờ chuyển 76,5 triệu đồng vào số tài khoản cá nhân mang tên Nguyễn Mạnh Thắng. Bà M cũng nhận được tin nhắn kèm hình ảnh chụp màn hình đã chuyển tiền thành công 76,5 triệu đồng vào tài khoản bà M, rồi yêu cầu bà M đi chuyển 76,5 triệu đồng vào số tài khoản nói trên. Bà M tin tưởng là con gái mình nhắn nên đã chạy ra tiệm vàng nhờ chuyển tiền. Chủ tiệm vàng là chị Trần Thị Hồng nghi ngờ bà M đã bị kẻ xấu lừa đảo nên đã không chuyển tiền mà dò hỏi rồi âm thầm nhắn tin báo công an xã Kỳ Phong. Nhận được tin báo, công an xã Kỳ Phong ngay lập tức vào cuộc xác minh thì bà M trình bày. Sáng ngày 25 tháng 2, bà nhận được tin nhắn qua mạng xã hội của con gái đang lao động ở nước ngoài với nội dung một người bạn đang làm việc với con, có người thân đang nhập viện. Công an xác minh cho thấy, kẻ xấu đã lập một tài khoản Facebook giả của con bà M với tên Ướt Mít, lấy hình ảnh của con gái bà M làm hình đại diện, rồi nhắn tin. Kẻ này dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh, tạo bưu chuyển khoản vào số tài khoản, rồi gửi cho bà M. Thực tế, tài khoản bà M không nhận được số tiền nói trên. Sau khi công an giải thích, bà M đã không thực hiện giao dịch chuyển tiền cho kẻ lừa đảo. Vụ việc đã may mắn được nữ chủ tiệm vàng kịp thời báo công an vào cuộc ngăn chặn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.